Xin kính chào quý vị khán giả. Thưa quý vị, tính từ ngày 28 tháng 7 tới 12 giờ trưa 29 tháng 7, tại huyện Con plong Lông, tỉnh Con Tum đã xảy ra 38 trận động đất lớn nhỏ, trong đó có trận động đất mạnh đến 5 độ gây rung lắc cho hàng loạt tỉnh miền Trung Tây Nguyên. Tây Nguyên từng là khu vực có hoạt động địa chất tương đối ổn định. Dữ liệu của Viện Vật lý Địa cầu cho thấy trong hơn một thế kỷ, từ năm 1903 tới năm 2020, Khu vực này chỉ ghi nhận trên 30 trận động đất, trận mạnh nhất có độ lớn là 3,9 độ. Tuy nhiên, mọi việc thay đổi từ tháng 4 năm 2021 sau khi Thủy Điện Thượng Con Tum tích nước, khiến huyện Con Plong, tỉnh Con Tum trở thành điểm nóng về động đất trên cả nước, với hàng trăm trận động đất ghi nhận trong hơn 3 năm qua. Gần đây nhất bắt đầu xuất hiện nhiều trận động đất liên tiếp trong gần 2 ngày liền. Bắt đầu là trận động đất trưa 28 tháng 7 với độ lớn 5 độ gây rung chấn mạnh cho khu vực tâm chấn khiến nhiều nhà dân nứt nẻ gây ra một số thiệt hại. Các tỉnh trong khu vực Tây Nguyên và một số tỉnh miền Trung như là Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi hay là Bình Định đều có thể cảm nhận được rung chấn của trận động đất này. Trong gần 2 ngày tức là từ ngày 28 tháng 7 cho đến chiều 29 tháng 7, hơn 40 trận động đất xảy ra ở khu vực này, bao gồm các tiền chấn và dư chấn sau động đất chính. Lý giải vì sao động đất mạnh 5 độ có thể gây rung chấn cho một khu vực rộng lớn như thế, Phó giáo sư tiến sĩ Cao Đình Triều, nguyên phó viện trưởng Viện Vật lý Địa cầu cho biết. Thời gian qua thì ở khu vực Tây Nguyên có mưa lớn kéo dài khiến nền địa chất yếu, trong khi động đất xảy ra ở vị trí nông khiến cảm nhận rung chấn trên mặt đất rõ hơn, vùng ảnh hưởng rộng hơn. Năm 2021, ngay sau khi động đất liên tiếp xảy ra ở khu vực này, các nhà khoa học của Viện Vật lý Địa cầu đã thực hiện điều tra, khảo sát và đưa ra nhận định. Động đất liên tiếp ở huyện Con Plong là động đất kích thích, xảy ra do hoạt động tích nước của hộ chứa thủy điện tạo sức ép lên hệ thống đứt gãy bên dưới, khiến động đất xảy ra sớm hơn so với hoạt động tự nhiên. Theo phó giáo sư tiến sĩ Cao Đình Triều, có 3 điều kiện dẫn đến động đất kích thích, gồm cấu trúc địa chất, hoạt động của đới đứt gãy bị siết ép mạnh và hoạt động tích nước của hồ chứa đủ lớn. Khu vực xảy ra động đất ở Con Tum nằm trên đứt gãy rào quán A lưới là đới đứt gãy mạnh chạy từ Lào qua A lưới Thừa Thiên Huế và kéo dài tới Quy Nhơn Bình Định. Trên đới đứt gãy này thì động đất kích thích từng xảy ra tại thủy điện sông Chanh hai Quảng Nam và thủy điện Đắc Trinh Quảng Ngãi. Về cấu trúc địa chất thì khu vực xảy ra động đất nằm trên nền địa chất có nhiều đá biến chất. Những ghi nhận trên thế giới cũng như là Việt Nam cho thấy động đất kích thích xảy ra trên nền địa chất này thường kéo dài nhiều năm, như là tại Ấn Độ có khu vực động đất kích thích kéo dài tới 40 năm, hay tại thủy điện sông Tranh Hai động đất kích thích kéo dài hơn 10 năm qua. Vì vậy theo phó giáo sư tiến sĩ Cao Đình Triều, trên nền cấu trúc địa chất như vậy, động đất kích thích có thể tiếp tục ở khu vực huyện Con Plông trong những năm tới. Chu kỳ động đất sẽ liên quan chặt chẽ đến chu kỳ tích nước của hồ chứa thủy điện trong vùng. Tuy nhiên, vị chuyên gia này cho rằng dựa trên các nghiên cứu trong nước và quốc tế, thì động đất kích thích cực đại ở khu vực này ít có khả năng vượt qua 5,3 độ. Không loại trừ khả năng trận động đất mạnh 5 độ trưa 28 tháng 7 là trận động đất kích thích mạnh nhất ở khu vực này. Theo ông Nguyễn Xuân Anh, Viện trưởng Viện Vật lý Địa cầu thuộc Viện Hàn Lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, động đất tại khu vực huyện Con Plong xảy ra thường xuyên và liên tục kể từ năm 2021 đến nay số liệu cho thấy là những trận động đất ở con tum là động đất kích thích gây ra do hồ chứa nước cơ bản liên quan đến việc tích nước và theo chu kỳ nhất định có những đợt liên tiếp xảy ra trong vòng mấy ngày sau đó lại dừng lại cụ thể là do hồ chứa thủy điện nằm trong vùng việc tích nước của các hồ chứa này khả năng là nguyên nhân gây ra các trận động đất vừa qua Tại huyện Con Plông có 6 công trình thủy điện, 3 công trình trong số đó có hồ chứa là Thượng Con Tung, Đắc Trinh và Đắc Re. Tính từ 0 giờ tới 12 giờ trưa 29 tháng 7, số vụ động đất xảy ra tại địa phương này là 17 vụ, cùng với 21 vụ trong ngày 28 tháng 7 khiến huyện này hứng chịu tất cả là 38 trận liên tục trong 24 giờ. Trận nặng nhất đạt cường độ 5 độ vào trưa 28 tháng 7 khiến nhiều tỉnh thành lân cận rung chuyển. Tại Con Plong, nhiều nhà cửa bị nứt do rung chuyển. Cơ quan chức năng đã cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai cấp 2 cho trận này. Tại Đà Nẵng, thì người dân cảm nhận rõ rung chấn từ trận động đất này. Nhiều người dân sống ở chung cư chạy ra khỏi nhà sau khi cảm nhận được rung lắc. Tại các tỉnh Tây Nguyên như là Con Tum, Gia Lai, Đắk Lắc, Lâm Đồng, Đắk Nông hay là các tỉnh miền Trung như là Huế, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa đều ghi nhận phản ánh của người dân về tình trạng rung lắc. Theo dự báo hoạt động động đất ở con tum vẫn sẽ tiếp diễn trong thời gian tới có độ lớn dưới 5,5 độ. Tuy nhiên chúng ta cần phải tiếp tục nghiên cứu và quan trắc, đồng thời thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học để có thêm thông tin chính xác hơn, qua đó triển khai giải pháp đầy đủ, cụ thể hơn. Viện Vật lý Địa cầu sẽ tiếp tục thường xuyên thông báo về hoạt động động đất đến chính quyền và người dân tại khu vực. Đồng thời các cán bộ thuộc viện tiếp tục theo dõi thêm và xử lý số liệu các trận động đất tại huyện Con Plông. Theo viện trưởng Nguyễn Sơn Anh, khi xảy ra động đất thì người dân cần bình tĩnh, tuân thủ theo đúng hướng dẫn của chính quyền địa phương và cơ quan chức năng, đồng thời chủ động ra cố nhà cửa, tự trang bị thêm những kiến thức về phòng chống động đất. Chính quyền địa phương và cơ quan chức năng cần tăng cường tuyên truyền về các cách phòng chống, thông tin rõ về cường độ, mức độ rủi ro của các trận động đất vừa qua cho người dân. Theo tiến sĩ Nguyễn Xuân Anh, mới đây tại khu vực Con Plong đã hoàn thiện hệ thống quan trắc động đất. Một đề tài nghiên cứu về động đất kích thích trong khu vực đã được phê duyệt và triển khai. Đây sẽ là cơ sở để làm rõ hơn các vấn đề liên quan đến động đất kích thích ở khu vực này. Hiện nay, Viện Vật lý Địa cầu duy trì hoạt động thường xuyên, ổn định, liên tục mạng lưới đài Trạm quan trắc vật lý địa cầu quốc gia của Việt Nam với 40 đài, Trạm địa chấn quan trắc động đất 4 đài trạm địa tử, 7 trạm định vị xét và vật lý khí quyển, một trạm quan trắc biến dạng vỏ trái đất, một đài điện ly. Ngoài mạng trạm quốc gia, ở những khu vực trọng yếu có các công trình quan trọng. Viện Vật lý Địa cầu cũng duy trì các mạng trạm quan trắc thuộc các đề tài, dự án khác. Cụ thể là 28 trạm quan sát động đất phục vụ quan trắc đánh giá an toàn đập thủy điện trên bậc thang sông Đà, 10 trạm khu vực thủy điện sông Tranh Hai, Bắc Trà My, Quảng Nam, 10 trạm quan sát động đất khu vực tỉnh Thừa Thiên Huế, 8 trạm vật lý khí quyển khu vực Hà Nội. Tại Việt Nam thì động đất kích thích từng xảy ra tại thủy điện Hòa Bình, thủy điện sông Chanh Hai, thủy điện Đắk Trinh. Trong đó, động đất kích thích xảy ra tại sông Chanh Hai kéo dài hơn 10 năm với hàng trăm trận, từng gây xáo trộn đời sống người dân hai huyện là Bắc Trà My và Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam trong một thời gian dài. Động đất kích thích có thể kéo dài vài năm nhưng cũng có thể kéo dài vài chục năm như từng xảy ra tại Ấn Độ. Ông Trần Văn Lực, tránh văn phòng Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và phòng thủ dân sự tỉnh Con Tum cho hay. Theo dự báo của cơ quan chức năng, trong thời gian tới thì động đất có thể sẽ xuất hiện và gây ra hậu quả lớn, nhất là nếu xảy ra ở các khu vực đông dân cư và có các công trình trọng điểm theo ông trần văn lực để chủ động ứng phó động đất giảm thiểu thiệt hại ban chỉ huy phòng chống thiên tai tìm kiếm cứu nạn và phòng thủ dân sự tỉnh con tum đã có văn bản đề nghị ủy ban nhân dân các huyện thành phố khẩn trương kiểm tra đánh giá tác động và mức độ ảnh hưởng của các trận động đất đã xảy ra đối với nhà ở của nhân dân trụ sở làm việc trường học y tế và các công trình cơ sở hạ tầng nhất là các hồ đập thủy lợi thủy điện kịp thời phát hiện, khắc phục các sự cố, hư hỏng để bảo đảm an toàn cho người và tài sản, sẵn sàng nhân lực, vật tư, phương tiện để ứng phó và khắc phục hậu quả kịp thời khi có tình huống. Vào sáng ngày 30 tháng 7, thông tin từ Ủy ban nhân dân thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh cho biết, trận mưa lớn kéo dài từ tối ngày 29 tháng 7 đã khiến nhiều khu dân cư, tuyến đường của địa phương này bị ngập lụt sâu. Sau khi xảy ra sự việc, chính quyền địa phương đã huy động hàng trăm người nhằm khắc phục sự cố. Qua báo cáo nhanh của lực lượng chức năng, trên địa bàn thành phố Hạn Long, một số khu vực ngập úng như tuyến cống ở quần thể nghỉ dưỡng Sơn Golf FLC chảy xuống địa bàn các tổ 5, 6 thuộc khu 3 thuộc phường Hồng Hải và kéo theo lượng lớn bùn đất tràn vào nhà dân. Bùn đất cũng đã tràn lên đường quốc lộ 18 đoạn qua phường Hồng Hà gây cản trở giao thông. Ngoài ra hàng trăm hộ dân tại các phường như Hà Tu, Cao Thắng, Hà Trung, Yết Kiêu cũng bị ngập lụt nặng và buộc phải di rời. Đáng chú ý mưa lớn khiến tuyến kè tại tổ 6, khu 1B thuộc phường Hồng Hải bị sạt lở, làm hư hỏng một gian nhà của hộ dân phía dưới. Một số tuyến kè khác tại các phường Hồng Gai, Hồng Hải cũng bị sạt lở, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn cao. Đối với các khu vực sạt lở, các địa phương đã di chuyển các hộ dân trong khu vực bị sạt về nhà văn hóa, trang dây cảnh báo tại khu vực tuyến kè sạt và đặt biển cảnh báo tại điểm có nguy cơ tiếp tục sạt lở phía trên. Thưa quý vị, Đài khí tượng Thủy văn khu vực miền núi phía Bắc ghi nhận Lượng mưa lớn ở trên địa bàn tỉnh Sơn La, nguy cơ xảy ra lũ quét và sạt lở đất là rất cao. Dự báo trong một đến 2 ngày tới, trên địa bàn tỉnh Sơn La tiếp tục có mưa vừa, mưa to và rông, có nơi mưa rất to trên 120 mm, nguy cơ xảy ra lũ quét trên các sông suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc, sụt lún cảnh báo rủi ro thiên tai ở cấp độ 2. Theo Đài khí tượng Thủ Văn khu vực miền núi phía Bắc, lượng mưa đo tại trạm Sam Kha, thủ huyện Sóc Cục ở mức 113,6 mm. Hai xã thuộc huyện Quỳnh Nhai là Mường Rôn và Mường Giàng lần lượt có lượng mưa là 96,6 và 85,2 mm. Theo mô hình độ ẩm cho thấy, một số khu vực tại nhiều huyện và thành phố Sơn La đã gần bão hòa trên 80% hoặc đã đạt trạng thái bão hòa. Đài khí tượng thủy văn khu vực miền núi phía Bắc dự báo trong khoảng 6 giờ tới, lượng mưa tích lũy tại các huyện từ 20 đến 30 mm, có nơi trên 60 mm. Các huyện như Bắc Yên, Thuận Châu, Sông Mã, Quỳnh Nhai, Mai Sơn, Mường La, Vân Hồ, Sóc Cổ và thành phố Sơn La có nguy cơ xảy ra lũ quét trên các sông suối nhỏ, vùng núi, sạt lở đất trên các sườn dốc. Đáng lưu ý là nguy cơ lũ quét sạt lở đất vẫn có thể xảy ra sau khi hết mưa. Trước hình nêu trên ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Sơn La đã yêu cầu các địa phương theo dõi chặt chẽ tình hình mưa lũ bố trí lực lượng sẵn sàng di chuyển người và tài sản ra khỏi khu vực có nguy cơ lũ quét sạt lở đất đến nơi an toàn hơn